Xin chào mừng các bạn trở lại với kênh Hoa Vườn Nhà. Hôm nay Hoa Vườn Nhà sẽ thực hiện cái clip là hướng dẫn cái cách ngâm hoa hồng với mật ong. Thì ở đây thì cái vườn hoa hồng của Hoa Vườn Nhà rất là rộng, rất là nhiều loại hoa. Nhưng mà Hoa Vườn Nhà sẽ chuẩn bị một cái loài hoa mà dân gian hay gọi là hoa bạch ho để ngâm với mật ong, để trị ho cho trẻ con, cho người lớn. Có thể làm đẹp, có thể là pha vào nước uống đều được. Đây, như các bạn nhìn đây là hoa hồng này, là hoa hồng đào cổ nhé. Cũng có thể ngâm với mật ong được. Hoặc là cây này là cây Sapa, hồng cổ Sapa cũng có thể ngâm được. Tuy nhiên có một cái loại hồng mà chúng ta nên quan tâm theo đúng nghĩa cái tên của nó, đó là bạch ho. Đây là cái cây hoa hồng bạch ho này. Tất nhiên bạch xếp cũng được các bạn ạ. Bạch ho đây nhé. Bạch ho thì nó có cái hoa trắng muốt. Đây, cái hoa nó trắng muốt như thế này. Đây. Hoa nó trắng muốt như thế này nhé các bạn nhé. Hoa nó trắng muốt như thế này. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cắt những cái cánh hoa hồng, bông hoa hồng. Chúng ta cắt những cái bông nó lớn này. Bạn lấy kéo cắt và lấy một cái rổ để đựng nhé. Đây mình tiến hành rửa qua nhé. Đây các bạn này, mình ta rửa qua bằng nước này. Đây. Bây giờ chúng ta tiến hành tách cái đài của cái hoa hồng này và bỏ những cái phần, ví dụ như cái lá tát này, ta bỏ đi nhé. Và chúng ta tách lấy cái phần cánh thôi. Đây, tách cái phần cánh nhé. Đây các bạn nhìn này, rất đơn giản nhá. Tách phần cánh, bỏ phần nhị, bỏ phần đài hoa đi, bỏ cái phần cánh bị táp đi nhá. Đó, các bạn nhìn cái hoa hồng bạch này trắng muốt này, đây gọi là bạch ho nhá. Các bạn có thể dùng bạch xếp cũng được, nhưng mà để tốt nhất là bạch ho. Nhiều bạn dùng hồng đào hoặc hồng Sapa đều được cả nhá, nhưng mà nó không hiệu quả bằng bạch ho đâu. Bởi vì cái tên bạch ho ấy là nó là loại hồng trắng để chữa ho theo dân gian từ xưa truyền lại rồi. Thì chúng ta cứ theo thế mà làm thôi. Đây. Chúng ta bỏ cái đài này ra, xong chúng ta để ráo nước hoặc là vẩy nó khô cái nước mà chúng ta vừa rửa hồi nãy nhé. Bỏ cái nhụy mới bỏ cái đài này ra. Ở đây thì mình đã chuẩn bị được mật ong này. Đây là mật ong nuôi nhé các bạn nhé, mật ong nuôi trên rừng ấy. Các bạn lưu ý là các bạn có thể có điều kiện chọn được thì các bạn có thể chọn mật ong rừng nguyên chất thì càng tốt. Không thì các bạn lấy mật ong nuôi nhé. Đa phần bây giờ là sử dụng mật ong nuôi. Đây là mật ong nuôi trên rừng mà bên mình có cung cấp. Nếu các bạn nào muốn liên hệ đặt hàng thì hãy liên hệ số điện thoại 0984 944 365, có thể kết nối Zalo nhé. Với cái giá là 150.000 một lít, được đóng cái chai sạch như thế này. Đây là chai mới nhé, không qua tái chế đâu. 150.000 một lít mật ong nuôi ở trên rừng nhé các bạn nhé. Cung cấp các bạn liên hệ 0984 944 365 nhé, bên mình cung cấp. Còn cái hộp lọ thủy tinh này các bạn ra tạp hóa mua rất nhiều, mua về rửa sạch nhé. Để ráo nước là chúng ta bây giờ chúng ta tiến hành là chúng ta cho cái cánh hoa hồng vào. Các bạn lưu ý làm thế nào thì làm, thì đừng để nó nát cái cánh hoa hồng nhé. Thứ nhất là nó nát là nhìn nó rất là xấu. Cái thứ hai là chúng ta làm cái gì thì làm nó cũng vẫn phải nhẹ tay. Đó. Nếu mà các bạn ngâm nhiều hơn thì các bạn có thể cho đầy cái lọ hoa này. Tuy nhiên là khi mà đổ mật ong các bạn đổ đến đây thôi, cách miệng khoảng độ 3-4 phân, 3-4 cm. Các bạn tránh đổ đầy bởi vì mật ong bản chất nó có ga. Nếu mà đổ đầy nhiều khi ấy, một là nó có thể vỡ cái lọ này, hai là nó có thể bung nắp. Bây giờ chúng ta đổ mật ong nhé. Đây chai mới các bạn nghe mình xoáy ra này, nó rách quá này. Đấy. Đấy. Chai mới này, nắp mới này. Rất là đảm bảo. Vẫn còn rất là thơm nhé. Mật ong các bạn tránh cái loại mật ong người ta nuôi bằng đường nhé, hoặc là bây giờ nhiều khi nó gian thương nó pha cả đường vào. Đây các bạn nhìn mật ong nó xanh không? Mật ong nó xanh đặc luôn. Mình lấy cái thìa mình rót một tí cho các bạn xem. Đây, các bạn nhìn này. Tuyệt vời không? Quá tuyệt vời luôn.
nhé, các bạn đổ mật ong vào. Đó, có thể nhiều cách chúng ta chế biến cái hoa hồng này. Tuy nhiên là cái cách mà ngâm mật ong là một cái cách đơn giản nhất và hiệu quả nhất. Bởi vì mật ong là một cái vị rất là tốt trong đông y, mình bán dược liệu mà. Thế nên là mình tìm hiểu rất là kỹ về cái mật ong này. Ở đây thì do cái lượng hoa hồng nó có bấy nhiêu thôi, mình sẽ ngâm như thế này. Thì nó rơi vào tầm 2 phần cái lọ này thôi. Chúng ta ngâm 1 tháng trở ra là chúng ta có thể sử dụng được nhé. Thi thoảng các bạn mở cái nắp ra, các bạn đảo đều như thế này. Đảo đều để cho cái hỗn hợp giữa cái cánh hoa hồng và mật ong nó được tan đều ra. Đó. Nếu mà khi mà các bạn sử dụng sau 1 tháng sử dụng mà ví dụ như là chữa ho cho trẻ con hoặc là chúng ta sử dụng để ví dụ trẻ con nó hay bị sổ mũi, chúng ta lau mũi thì chúng ta ví dụ lấy một ít dung dịch này, chúng ta pha ra cái chén, chúng ta cho một ít nước ấm vào, rồi lấy cái bông tăm, chúng ta ngoáy 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 vào cái mũi của nó rất là sạch và rất là an toàn, cái tính sát khuẩn nó rất là cao nhé. Và bây giờ chúng ta để nắp và các bạn lưu ý là để trong cái chỗ thoáng mát nhé, không để tủ lạnh nhé, cứ để trong chỗ thoáng mát là được, không để ngoài nắng là ok. Cứ thế này thôi, tầm độ chục ngày các bạn lại bỏ ra, các bạn quấy đều một lần để cho cái dung dịch nó được tan đều nhé, và để cho cái không khí nó được trao đổi giữa trong lọ và ngoài nó tốt hơn, bởi vì cái gì gần như là nó cũng 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 phải như thế mà, nó thoát khí thoát âm thoát dương rất là tốt. Mình đã xong, thì qua clip này cũng giới thiệu với các bạn cái cách ngâm hoa hồng với mật ong, thì các bạn hãy làm theo kênh Hoa Vườn Nhà nhé, và các bạn xem clip này hãy đăng ký kênh Hoa Vườn Nhà để ủng hộ kênh Hoa Vườn Nhà nhé. Đặc biệt bạn nào mà cần mật ong, cái loại mật ong này mà mình đang ngâm này, mật ong nuôi trên rừng này, thì các bạn hãy liên hệ Ngọc Hoa đặc sản Tây Bắc 0984 944 365, mình sẽ cung cấp tận nhà cho các bạn. Đây, xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ.